thường xuyên là các em, và cũng muốn là nếu có dịp gì đó ở trong lớp thì cô được tham gia cùng để có điều kiện. Và một lần nữa trường Quốc học Huế như của 89-92 hôm nay là một cái điều
hân hạnh và vinh dự nhất cho tập thể lớp hôm nay. Một lần nữa cho các tôi xin thay mặt cho tập thể lớp xin được chúc quý cô luôn sức khỏe và trẻ đẹp, và hẹn gặp lại quý cô 5 năm sau sẽ gặp lại. Trong là 5 năm nay được tổ chức một lần là hoàn cảnh nhất, và xin được trân trọng kính mời đại diện cho tập thể lớp tiệc cô. Xin được trân trọng kính mời vào buổi tiệc vừa rồi. Xin được trân trọng kính mời quý anh chị hai cùng hai với chúng ta kéo vô thắm thiết và nhìn lại những cô chồng học trò ngày xưa, chắc có lẽ rằng trong mùi tất cả, trong mùi đồng lòng của tất cả những em học sinh cách đây 20 năm, họ còn nhớ như rằng hình bóng của cô và thầy. Chúng ta mời quý anh chị hai người an hòa trong khán phòng của nhà hàng Phố Tây Quan để được tiếp tục. Và kính thưa quý anh chị, số 50981. Thank you.